Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày holiday Queen Birthday, Hoàng hậu Anh sinh nhật. Mình hôm nay sẽ có một chương trình rất là mới. Là gì? Nhưng mà đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn sáng trước đã nha. Đây là bánh mì cheese and bacon rất là thơm ngon, mình đã nướng sẵn rồi. Và còn đây nữa là một ly sữa đậu nành thơm ngon ha. Vậy là chúng ta sẽ đủ năng lượng để một lát làm một công việc rất là đặc biệt. Mình sẽ cho con chó của mình ăn sáng nữa ha. I don't have it. Cheese. Ngon. Và cheese. Mời các bạn cùng mình ăn nha. Rất là ngon. Cheese and bacon. Đây là cái máy cắt cỏ của mình đây. Check xem có còn xăng dầu gì không. Vẫn còn ok. Sau những ngày mưa gió lớn, cỏ của mình đã rất là cao. Cái vườn hoa của mình nó xấu xí quá rồi. Mình bây giờ mình phải tỉa trồng lại cho nó thật là đẹp mới được. Tới 5 phút nữa là cái vườn của mình đã rất là đẹp rồi. Tỉa sáng lại những cây thanh long tuyệt vời của mình. Nó cũng đã rất là cao. Và đây là cây bơ. Trong tương lai sẽ rất có nhiều những trái bơ để ăn nè. Và cây tắc của mình mùa đông này rất là nặng chịu trái. Trái nào cũng là ngon. Organic from my garden. Ngon lắm, tuyệt vời lắm nè. Mời các bạn ai muốn ăn không? Hái một trái ăn nha. Ngốt mát rượi, ngọt thì là ngọt. Mát rượi từ Diamond Garden. Đẹp thiệt là đẹp luôn. Và các bạn xem, rất là đẹp. Và cái bông hồng của mình nữa. Wow. Bây giờ mình biết tại sao nó cái máy nó không chạy rồi. Đầy quá rồi. Bây giờ phải lấy ra để đổ đây. Bây giờ sẽ dùng những cái cỏ này để bón cái cây bơ của mình. Một công hai chuyện. Wow, very good à. Chị đẹp quá đi nè, đẹp quá đi. Và cái máy của mình bắt đầu đổ tiếp nữa. Một hai, cắt cỏ. Đây là đợt thứ hai mình đổ cái thùng cỏ này đi. Cỏ nhiều quá đi. Đổ vô đây đi. Đổ vô cây thanh long của mình. Tạm là như vậy đi. Phụ nữ ngày nay các bạn nghĩ như thế nào? Cắt cỏ làm vườn, nấu ăn, đi làm kiếm tiền nuôi con. Oh my god, superwoman. Ai có thể làm được những chuyện này? Là tôi, chính tôi ngày xưa ấy. Đã một thời lầu vàng ngọc cao sang,
giờ thì sao đây nè nè, một mình cắt cỏ làm vườn, đi làm kiếm tiền nuôi con. Wow, bông hoa của mình rất là đẹp, phải không các ba? Cắt cỏ tiếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cỏ ở phía trước sân. Lúc nãy là ở sau cái cổng, bây giờ sẽ ở trước cái cổng nha. Go! Wow, bông hoa đào cây hàng xóm của nhà mình. À, bây giờ đã chuyển màu thành màu vàng rồi. À, rồi đó, sau đó nó sẽ rụng hết lá và để lại những cái ngọn cây thôi. À, mình sẽ cắt cỏ luôn cho neighbor của mình luôn. À. Đẹp không? Các bạn thân mến, vậy là chương trình cắt cỏ của Diamond đã gần như là 95% hoàn tất rồi. Ha, thật là thú vị, phải không? À, nhưng mà nói chung thì mình vẫn thích cái bài hát Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nghe nó thảm thương như thế nào, phải không? Ừ. Và một bài hát nữa mình cũng rất là thích, đó là Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy, đôi dòng cách xa đôi bờ. Ok, anyway, cỏ của mình cũng đã cắt xong. Bây giờ mình sẽ đi tỉa những cái cây kiểng của mình ha. Đó là một ngày vui vui cắt cỏ của Diamond trong ngày lễ Queen Birthday ở nhà với các con, nấu ăn, tổng vệ sinh trong những ngày vất vả, đi kiếm money. Ok, nhưng dù sao đi nữa, bầu trời sẽ lại sáng lên và sẽ sáng rất là sáng ha. Anyway, thanks for watching and being my movie star. You awesome. Don't forget, subscribe Diamond here and watch more video there. Till then, have a nice, great Queen Birthday long weekend holiday. Cheers! Lục bình trôi. Wow, các bạn thấy hoa lục bình của mình đẹp không? Mùa đông thì nó teo lại hết rồi, nhưng mà tới mùa hè thì những hoa tím lục bình nó nở lên rất là dễ thương. Và cái cactus của mình đây, tất cả bát tiên nữa, beautiful. Garden của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, wonderful, enjoy. Bây giờ mình tiếp tục uống thêm một ly cà phê ha, và ăn bánh, tí nữa mua donut Krispy Kreme ăn nha. Mời các bạn ha. Ok, nhìn cái tắc của mình thương ơi là thương. Những cái trái nó nặng chịu luôn nè, bự thiệt bự luôn á. Wow. Và cây bơ của mình trong một thời gian ngắn nữa nó sẽ có rất nhiều trái bơ avocado fresh organic from Diamond Garden. Beautiful. And a rose nữa, beautiful rose. Tặng các bạn một bông hoa hồng nha. Beautiful, đẹp quá đi, thương nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải rửa nhà, tổng vệ sinh nha. Bây giờ là rất là sạch sẽ rồi nè. Beautiful garden. Đẹp quá đi. Nó sảy luôn á. Cây cối đẹp. Lâu lắm rồi mình không có dọn. Mình phải cuốc. Cuốc cỏ dọn cái những cái cây thanh long này cho nó sạch sẽ. Ok, cái vườn mình sau một tiếng đồng hồ chiến đấu với cắt cỏ cuốc. Bây giờ đâu cũng là tạm là coi ok rồi đó. 95% đi, coi như cho là vậy đi. Vậy là cũng giỏi lắm rồi đó. Bây giờ thì mệt quá rồi. Ok.
Ok, vậy là cái chương trình cắt cỏ làm vườn của mình ngày hôm nay tới đây là được hoàn mỹ ha. Ok, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ ha. Sống vui, sống khỏe và nhớ subscribe đến mình ha. Xem nhiều phim, chúng ta cùng nhau đồng hành với cái cuộc sống của Úc hiện nay và cái nhật ký thời nay ha. Ok, thank you. Cheers.